Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Phim Hay. Hôm nay tôi sẽ mang tới cho các bạn một bộ phim về một sự kiện có thật. Ninja, nữ tiếp viên dũng cảm. 4 giờ sáng ngày 5 tháng 9 năm 1986, chuyến bay số 73 của hãng hàng không Pan Am bay từ Mumbai đến New York đang chuẩn bị cất cánh. Máy bay sẽ quá cảnh ở sân bay quốc tế Jinnah ở Pakistan và sân bay quốc tế Frankfurt ở Đức. Ninja là tiếp viên trưởng trên chuyến bay này. Đây là chuyến bay đầu tiên cô bắt đầu với chức vụ mới của mình. 80 phút sau, máy bay tới được sân bay Jinnah. Vừa mới hạ cánh thì biến cố cũng bắt đầu từ đây. 4 tên phần tử khủng bố đã cướp xe chuyên dụng của sân bay, sau đó bắn chết nhân viên an ninh. Ninja thấy vậy lập tức đóng cửa máy bay, nhưng vẫn chậm hơn một bước, bọn khủng bố đã vào được bên trong. 4 tên này nhanh chóng khống chế toàn bộ hành khách và tổ bay. Chúng tìm kiếm một hồi nhưng vẫn không tìm được khoang lái ở đâu. Rõ ràng là những tên này vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng cho lắm. Chúng không hề biết rằng máy bay có 2 tầng. Ninja lấy lại bình tĩnh rồi gọi điện thông báo cho cơ trưởng. Một tên khủng bố phát hiện ra, bèn dí súng vào đầu bắt cô đưa hắn tới khoang lái. Nhưng khi hắn đạp cửa ra thì liền ngây người. 3 phi công nhận được tin, lập tức trèo ra ngoài bằng cửa thoát hiểm trên nóc máy bay. Kế hoạch ban đầu của bọn khủng bố là sẽ cướp máy bay để bay đến đảo Sip, rồi dùng hơn 300 hành khách trên chuyến bay này làm con tin, đổi lấy đồng bọn của chúng đang ở trong tù. Hành động của Ninja đã khiến kế hoạch này bị đổ bể. Phi công đã chuồn mất, không còn ai lái máy bay nữa. Bọn khủng bố không biết phải làm gì tiếp theo, đành dồn hết hành khách vào khoang giữa để tiện cho việc kiểm soát. Sau khi vụ cướp máy bay xảy ra, phía sân bay lập tức báo cáo lên chính phủ, đồng thời cử người đến thỏa hiệp với khủng bố. Bọn khủng bố bắt hành khách kéo hết cửa sổ xuống, không cho người ở bên ngoài nhìn thấy bên trong. Sau đó áp giải Ninja cùng một người đàn ông Ấn Độ, luôn miệng nói mình có quốc tịch Mỹ ra trước cửa máy bay, uy hiếp rằng nội trong 30 phút phải cho phi công đến, nếu không sẽ bắn chết con tin. Phía sân bay biết rất rõ, một khi máy bay bay lên thì tình hình sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, vì vậy phải dùng mọi cách để kéo dài thời gian cứu lấy con tin. 30 phút trôi qua, bọn khủng bố vẫn chưa thấy phi công đâu, liền bắn chết người đàn ông có quốc tịch Mỹ kia coi như là một lời cảnh cáo. Tiếng súng khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Chứng kiến sự độc ác, tàn nhẫn của chúng, Ninja sợ hãi run lên bần bật. Cô cố gắng quên đi nỗi sợ, trấn tĩnh lại bản thân. Sự kiên cường và dũng cảm này đều là do cha cô rèn rũa mà thành. Ngày 7 tháng 9 năm 1963, Ninja được sinh ra ở Ấn Độ trong một gia đình rất hạnh phúc. Dưới sự yêu thương của người cha và sự cưng chiều của hai người anh trai, cô trở thành một cô gái rất nhanh nhẹn, hoạt bát, tràn đầy sức sống. Năm 18 tuổi, Ninja với ngoại hình xinh đẹp đã lọt vào mắt một nhiếp ảnh gia. Từ đó cô bé duyên với nghề người mẫu. Nhưng đến năm 21 tuổi, cuộc hôn nhân đã khiến Ninja đau khổ cùng cực. Sau khi kết hôn, người chồng không cho phép cô tiếp tục theo đuổi nghề người mẫu nữa. Hơn nữa suốt ngày lèm bèm trách móc cô không biết quán xuyến việc gia đình, đồng thời còn đòi giữ cả cuộc hồi môn. Ban đầu Ninja lựa chọn âm thầm nhẫn nhịn, cố gắng để thích ứng với cuộc sống hôn nhân. Vì cha cô thường nói rằng kiên cường có thể giải quyết mọi khó khăn. Cho đến khi người chồng vung tay đánh cô đã quyết định ly hôn. Nhưng xã hội Ấn Độ vào những năm 80 này vẫn còn giữ tư tưởng cũ. Một người phụ nữ muốn ly hôn không phải muốn là được. May mà Ninja có một người cha rất tiến bộ. Dưới sự ủng hộ của ông ấy, cô đã dũng cảm ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân bất hạnh. Từ đó trở đi, nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên khuôn mặt Ninja như ngày trước. Ngoài công việc làm một người mẫu quảng cáo, Ninja còn trở thành một tiếp viên hàng không của Pan American World Airways. Nhưng không ngờ rằng trong ngày đầu tiên bắt đầu công việc với cương vị tiếp viên trưởng, cô lại gặp phải sự việc như thế này. Lời cha dặn lại văng vẳng bên tai cô, giúp cô biến sợ hãi thành động lực. Mặc dù chính bản thân Ninja cũng đang hồn bay phách lạc, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh trấn an hành khách, đồng thời nghĩ cách để lật ngược thế cờ. Cùng lúc này, phía sân bay cũng đã nắm được tình hình. Thông qua camera biết rằng nhóm khủng bố này là người của tổ chức Nero Naidan. Vào những năm 80, đây được coi là tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất Pakistan. Điều này có nghĩa là những người trên máy bay khả năng là lành ít dữ nhiều. Thời gian cứ thế trôi qua, bọn khủng bố đợi mãi mà không thấy có phi công đến bắt đầu sốt ruột. Chúng định sẽ bắt tất cả những người có quốc tịch Mỹ làm con tin để uy hiếp chính phủ, nên đã ra lệnh cho Ninja đi thu hết hộ chiếu của hành khách lạ. Ninja nhìn thì có vẻ như đang rất phối hợp, nhưng thực chất cô cùng những tiếp viên khác lại lén lút ném hết hộ chiếu của người mang quốc tịch Mỹ xuống gầm ghế. Ông Harris, cha của Ninja làm việc ở tòa soạn cũng đã biết được tin máy bay bị cướp. Cứ nghĩ đến con gái đang gặp nguy hiểm, trong lòng ông thấp thỏm không yên. Mẹ cô và hai người anh trai cũng đang vô cùng lo lắng. Họ túc trực bên cạnh điện thoại cầu nguyện cho Ninja được bình an. Đám khủng bố không tìm được ai mang quốc tịch Hoa Kỳ cả, liền nghi ngờ Ninja đã giấu đi. Sau một hồi soát người mà chẳng có kết quả, chúng bèn bắt một người đàn ông người Anh làm con tin. Để xoa dịu mấy tên này, nhân viên được cử đến đàm phán nói rằng trên máy bay có một kỹ sư vô tuyến, có thể giúp chúng liên lạc với trung tâm kiểm soát mặt đất. Trung tâm kiểm soát mặt đất vội vàng nói dối là phi công đang trên đường tới, đồng thời yêu cầu chúng hãy thả phụ nữ và trẻ em ra trước. Hai bên dây dưa mãi không thôi, lũ khủng bố dần mất hết kiên nhẫn, chúng dứt khoát bắn chết kỹ sư kia. Trong lúc những tên này đợi phi công đến mà chưa thực hiện những bước tiếp theo, Ninja đã nhân cơ hội đem thức ăn lên cho hành khách, lén lút đưa giấy hướng dẫn mở cửa thoát hiểm cho một người đàn ông ngồi ngay cửa thoát hiểm. Ở bên này, chính phủ Pakistan muốn thông qua đàm phán để giải quyết sự việc một cách hòa bình.
binh lính ngay lập tức được cử đến sân bay chờ lệnh hành động. Màn đêm dần buông xuống, nguồn điện dự trữ trên máy bay đã cạn kiệt. Trong khoang máy bay tối đen như mực, bọn khủng bố tưởng là do quân đội cắt điện nên liền lao ra, điên cuồng nổ súng vào hành khách. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Ninja vẫn rất bình tĩnh, cô nhân cơ hội này mở cửa thoát hiểm, rồi dẫn đường cho hành khách trốn ra ngoài. Vị hành khách nam ngồi cạnh một cửa thoát hiểm khác thấy vậy, cùng làm theo hướng dẫn trong tờ giấy mở được cửa ra. Hành khách tán loạn chạy trốn. Ninja hoàn toàn có thể là người đầu tiên thoát được nguy hiểm, nhưng cô lại quay lại trong khoang để đưa những hành khách bị thương ra ngoài. Đám khủng bố bị mất kiểm soát liền ném lựu đạn. Trong lúc hỗn loạn, Ninja nghe thấy tiếng kêu cứu của trẻ con. Cô tìm thấy ba đứa bé trong màn khói mịt mù. Nhưng khi họ sắp thoát được ra ngoài thì lại bị tên khủng bố phát hiện. Hắn liên tục xả súng. Ninja lấy thân mình bảo vệ ba đứa nhỏ. Cuối cùng ba đứa nhỏ thoát chết, còn Ninja bị thương nặng và không qua khỏi. Ngay lập tức quân đội xông đến, bắt giữ bốn tên khủng bố. Bộ phim này được dựa trên một câu chuyện có thật. Cô gái đã cứu được 359 hành khách và nhân viên trên máy bay này. Tên đầy đủ là Ninja Panos. Ngày 7 tháng 9 năm 1986 là sinh nhật năm 23 tuổi của Ninja. Thi thể của cô được đưa về Mumbai. Những người thân nhìn thấy Ninja nằm đó lạnh lẽo thì vô cùng đau khổ. Mẹ cô luôn dạy con gái rằng tính mạng mới là quan trọng nhất. Nhưng trong thời khắc đó, cô gái này đã quên đi lời mẹ dạy, hy sinh mình để cứu lấy mọi người. Ninja đã dùng hành động của mình để thể hiện một tinh thần cao cả, hy sinh quên mình. Năm đó, Ninja đã nhận được huân chương Ashoka Chakra của chính phủ Ấn Độ. Cô cũng là người trẻ tuổi nhất nhận được huân chương cao quý này. Các bạn có cảm nghĩ gì về bộ phim? Hãy cho tôi biết ở dưới phần bình luận nhé. Còn nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và subscribe kênh để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo.